Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái sơ đồ tổng hợp chuyển hóa và bài tiết bilirubin. Đây là một trong những cái vấn đề mà mình đã làm rồi, và trong tất cả các cái lĩnh vực học tập từ sinh viên cho tới là học viên sau đại học, chuyên khoa cấp 1 thạc sĩ, thì đây vẫn là câu hỏi mà được hỏi nhiều nhất. Bởi vì suy cho cùng thì đây là một trong những cái sơ đồ phổ biến nhưng không hề dễ một chút nào. Và trong cái video này thì mình sẽ nói làm sao đấy để cho các bạn dễ hiểu nhất, và từ những cái nhánh như thế này các bạn sẽ phân tích sâu hơn để đưa vào các chuyên đề của các bạn cho nó phù hợp. Như chúng ta đã biết thì quá trình tổng hợp bilirubin trong một ngày đối với người trưởng thành nó rơi vào là 250 cho đến 400 mg. Có một số tài liệu nước ngoài và Việt Nam vẫn để là 200 cho đến 400 mg. Mình cũng tìm hiểu những cái tài liệu mới nhất thì mình đề vào đây thôi. Còn các bạn mà để là 200 cho tới 400 mg thì các bạn sẽ đính kèm cái tài liệu tham khảo đó vào trong cái chuyên đề của các bạn, thì các thầy cô sẽ không có bắt bẻ với các bạn đâu. Và 80% trong cái lượng là 250 cho đến 400 mg ấy, 80% trong số đó được tổng hợp từ hem, đến từ quá trình tan máu của hồng cầu, và 20% còn lại thì đến từ nhân hem của hemoprotein, ví dụ như là catala, peroxida, cytochrome và myoglobin, và kết hợp với vẫn trong 20% ấy nó sẽ đến từ hem tự do nữa và tryptophan, pyrrola các bạn nhé. Và chúng ta có nhân hem. Thế thì nhân hem này lần đầu tiên sẽ được tác động bởi enzyme đó là hem oxygenase và tạo thành bilirubin có màu xanh lá cây và giải phóng sắt cũng như là CO. CO được ứng dụng trong lâm sàng đó là người ta sẽ thông qua CO để người ta xét nghiệm, từ đó ước tính ra cái lượng bilirubin được tạo ra ở bệnh nhân đó trong vòng một ngày là bao nhiêu. Đó là một trong những ứng dụng của CO. Và bilirubin với màu xanh lá cây sẽ được tạo thành bilirubin dưới sự tác động của enzyme đó là bilirubin reductase, và bilirubin có màu vàng cam các bạn nhé. Đây là quá trình xảy ra trong máu, và bilirubin đó là bilirubin lúc này là bilirubin chưa liên hợp. Và chúng ta có bilirubin tự do thì đi lên lão, và cơ thể chúng ta có một cái cơ chế sinh lý đó là sinh lý bảo vệ cơ thể chúng ta bằng cách là làm giảm cái sự di chuyển của bilirubin tự do qua hàng rào máu lão, bằng cách đó là liên kết bilirubin với albumin huyết tương và sự hấp thu liên hợp thanh thải nhanh chóng của gan thì cơ thể chúng ta sẽ được bảo vệ. Và cơ chế này nếu mà kém thì có nguy cơ làm cho con người chúng ta bị nhiễm độc thần kinh do bilirubin gây ra. Và cơ chế bảo vệ này kém ví dụ ở những trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non và những người mà bị rối loạn liên hợp bilirubin di truyền các bạn nhé. Và các bạn nhớ cho mình rằng bilirubin liên kết rất kém với nước ở độ pH sinh lý. Đấy, do vậy thì nó sẽ có cái phức hợp đó là bilirubin albumin, và cái phức hợp này sẽ giúp cho bilirubin được lưu thông các bạn nhé, trong tuần hoàn của chúng ta, và nó sẽ tránh được cái vấn đề đó là lắng động ở trong não và thận. Não thì mình nói rồi, còn thận thì nó có thể ảnh hưởng tới giảm lọc cầu thận. Và bilirubin khi mà vào trong gan thì chúng ta thấy một cái vấn đề đó là albumin và bilirubin phân ly nhau. Đấy, thì phân ly ra là albumin và bin tách ra đi vào trong gan. Và trong gan thì quá trình này xảy ra đó là quá trình liên hợp bilirubin. Và chúng ta có phức hợp bilirubin ligandin dưới sự tác động của men đó là UGT1A1 thì tạo thành bilirubin liên hợp. Và từ đó thì bilirubin liên hợp sẽ được vận chuyển tích cực vào trong túi mật các bạn nhé. Và sắc tố mật ấy, thì 98% khoảng đó là đến từ bilirubin liên hợp. Đấy, và cũng có khoảng từ 1 đến 4% là bilirubin không liên hợp các bạn nhé. Trong sắc tố mật là như vậy. Và có một cái vấn đề trong lâm sàng đó là nếu mà chúng ta điều trị bệnh nhân bằng phenobarbital ấy thì sẽ làm tăng cái khả năng bài tiết bilirubin lên mức tối đa, và ứng dụng như thế nào, làm gì thì trong cái bài giảng về lâm sàng thì các bác sĩ khác sẽ nói sâu hơn với các bạn nhé. Thế thì chúng ta có bilirubin liên hợp và một số bilirubin không liên hợp xuống ruột non. Thì ở ruột non chúng ta có trên 98% là bilirubin liên hợp,
và bilirubin liên hợp tan trong nước và nó không hấp thụ qua ruột non các bạn nhé. Còn bilirubin không liên hợp ấy, thì cũng một phần là một phần nó đến từ việc đó là bilirubin liên hợp bị enzyme đó là beta glucuronidase tác động hay tạo thành bilirubin không liên hợp. Thế thì bilirubin không liên hợp này nó sẽ tại ruột non luôn nhé, nó sẽ quay trở lại chu trình tuần hoàn gan ruột vốn có của bilirubin các bạn nhé. Còn xuống dưới đại tràng, còn xuống dưới đại tràng thì bilirubin liên hợp ấy nó sẽ được đào thải bằng phương pháp đó là qua phân dưới dạng là stercobilirubin. Và tại sao lại như vậy thì các bạn nhớ cho mình rằng đó là vi khuẩn nhé, vi khuẩn phân hủy bằng enzyme của nó. Còn qua lớp tiểu là urobilogen thì mình sẽ nói đoạn này sâu hơn ở trong cái slide này các bạn nhé, slide tiếp theo ấy. Còn đoạn này thì mình để đây đã cho nó dễ hiểu đã, đúng không? Đây là slide thứ hai thì các bạn thấy là như thế này. Chúng ta có bilirubin liên hợp xuống ruột non rồi, xuống ruột non rồi. Còn bilirubin không liên hợp thì xuống ruột non nó sẽ hấp thu các bạn hiểu không? Hấp thu quay trở lại gan. Đấy. Và qua chu trình gan ruột mình vừa nói lúc nãy rồi ấy. Còn xuống dưới đại tràng đoạn này đây thì cũng có một phần nhá, một phần urobilirubin nhá, mình vừa nói đến cái đoạn urobilirubin ở cái slide trước ấy, nó quay trở lại gan. Quay trở lại gan vì lý do mà nó một phần nó không được đào thải qua phân. Đấy. Còn khi mà đã bài tiết thẳng qua phân rồi ấy, thì nó sẽ bài tiết theo thống kê là từ 125 cho đến 130 mg trên ngày urobilirubin. Còn cái phần mà nó chưa được bài tiết ấy, thì nó sẽ quay trở lại gan. Và gan mà làm sạch mà không hết ấy, thì một phần chưa được làm sạch bởi gan nó sẽ vào tuần hoàn hệ thống. Và cái urobilirubin này nó sẽ đào thải qua thận. Đấy. Và chính xác hơn là nước tiểu với cái lượng là 0 cho đến 4mg trên một ngày các bạn nhé. Đấy, thì đoạn này các bạn hiểu thêm cho mình nó là như vậy, chứ cũng không có gì khó hiểu lắm. Rồi thế thì đó là toàn bộ những cái sơ đồ mà mình vừa nói với các bạn. Nó không quá khó hiểu đâu. Các bạn chịu khó ghi chép và các bạn phát triển thêm những cái ý vào những cái sơ đồ này thì các bạn sẽ có một cái chuyên đề rất là hay, phù hợp với cái mức độ mà các bạn đang làm. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn sức khỏe.